Phần tiếp theo là mình hướng dẫn bạn làm cái bài tập. Đấy, bạn sẽ sau khi bạn học được 5 cái hàm degree này rồi thì bạn sẽ phải áp dụng nó trong một số bài tập để bạn thấm nó, để bạn biến nó thành của mình. Bởi vì là mình muốn học sang những cái bài sau nó khó hơn thì mình phải vững những cái bài này trước. Đây là những bài đơn giản. Đấy, giống như xây nhà nó phải làm nền vững thì mình mới xây cao được. Nếu không cứ xây lên là nó đổ. Đấy, đầu tiên là mình sẽ phải gì? Đổ bê tông cái kiến thức mà mình đã học được đã. Thì mình có mấy cái bài tập này. Bài số 1 là bài đây. Amoeba. Đấy, đây là bài số 1. Bài số 1 là kích vào đây, chuộn chuột xuống. Quặn chuột xuống. Bạn nhìn thấy là nó từ đi. Từ đi, đúng không? Từ đi. Cái file của mình thì sao nhỉ? Có thế không? Refresh xem nào. Không, file mình đi luôn. Thế muốn được từ đi thì mà bạn dùng một cái chuyển động nó tên là, ví dụ nút 2 mình sửa lại nhé, tên của nó là is in out cubic, tức là in là ở chế độ ban đầu nó cũng hơi từ từ một tí. Thử xem này, thử xem này. Ừ đi rồi, bây giờ thử nhé. Từ đi, đúng rồi, chuẩn đấy, 900 đi cho nhanh. Lại này. Chưa đúng lắm. Expo này nào. Chắc là phải có một cái chuyển động nó vừa đúng chứ nhỉ. Kích vào chap 3. Kích vào chap 2 nhá. Ừ đi. Đúng rồi. Đúng cái này đấy. Tức là dùng cái is in out expo. Đó, đúng rồi. Chính chuẩn xác. Thế như vậy là trong cái bài tập AMOE3 này bạn sẽ dùng cái vẫn là những cái chuyển động thôi, cái kích vào bao chuyển này, cái home nó chuyển này. Đó, nhưng mà bạn sẽ sử dụng cái thư viện chuyển động tên là is in out expo. Đây là bài tập số 1. Bài tập số 2 là cái trang này. Feature service. Cuộn đến đâu loan đấy. Rồi, thế này loát hết xong rồi thì nó không loát nữa. Rồi, tóm lại bài tập này vẫn sử dụng cái hàm click, click chuyển, chẳng qua nhiều hơn thôi. Đó, thì bạn sẽ áp dụng để mà làm từ nhé. Mình sẽ paste nó vào đây. Đây là bài tập số 2. Thế phải làm bài tập xong rồi có cái con hỏi chứ, đúng không? Thì nó mới hiệu quả. Tiếp, bài tập số 3, agency. Cái bài tương đối dễ. Click vào quận. Đấy, nó có gia tốc một tí đấy. Hơi có gia tốc một tí. Nó từ từ lừ lừ một lúc rồi đi. Đây là bài tập số 3. Số 3 dễ hơn nhỉ. Bài tập số 4 thế nào. Tech Hub. Bài tập số 4 thì nói chung là cũng giống thế thôi. Mình lấy trên mạng mà. Đây là cái đường dẫn đây này. Đấy. Ở đây nó có một thư viện là kích vào đấy là loát ra như này. Cái này mình sẽ học ở cái phần sau. Là cái hàm liên quan đến việc là check quận chuột. Đúng không? Check hiệu ứng quận chuột. Đó. Mình sẽ làm cái bài này sau. Nhưng mà ở đây bạn chỉ làm một cái vấn đề là kích vào cuộn chuột đến vị trí đó. Thế là đủ. Đây là bài tập số 4. Tiếp. Bài tập số 5 thì sao? Bạn thích lựa chọn bài nào cũng được. Mình cho nhiều cho nó. Ba. Ở đây nó có một cái bài là slide để kích là chuyển. Chuyển. Mình cũng học hiệu ứng này. Đấy, nhưng mà bài mấy bài sau nữa mình sẽ học hiệu ứng viết, hiệu ứng slide. Đấy, em slide. Kích vào chuyển thôi, chuyển thôi. Chuyển thôi. Đấy. Như vậy bài tập là bài tập số 5. Có 5 bài tập đấy. Mọi việc vẫn xoay quanh 5 cái hàm mình đã học. Là cái hàm xử lý kích chuột, hàm quận chuột body, hàm tính vị trí, hàm test và thư viện gia tốc. Đấy, bạn sẽ làm, nếu bạn có thời gian làm hết 5 cả bài, cả 5 bài. Như vậy bạn sẽ pro đúng không? Đấy, chúc các bạn thành công trong việc làm bài tập một cách chuẩn xác mà không phải mất nhiều thời gian. Đấy, cảm ơn các bạn.